14. Tương ưng giới Datu Samjuta. Phẩm sai biệt Nanata Vaga. Phần 1. Năm kinh nội giới. Một La Mã. Kinh giới sai biệt Datu Nanata Sutta 85. Chú ở Savatthi, vân vân. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông giới sai biệt hãy nghe và khéo suy nghiệm ta sẽ giảng thưa vâng bạch thế tôn các tỷ kheo ấy vâng đáp thế tôn thế tôn nói như sau và này các tỷ kheo thế nào là giới sai biệt nhãn giới sắc giới nhãn thức giới nhĩ giới thanh giới nhĩ thức giới tỷ giới hương giới tỷ thức giới thiệt giới vị giới thiệt thức giới thân giới xúc giới thân thức giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới. Này các tỷ kheo, đây gọi là giới sai biệt. Hai la mã, kinh xúc sai biệt, pha sa nanata sota. 86. Chú ở Savatthi, vân vân. Này các tỷ kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi. Và này các tỷ kheo, thế nào là giới sai biệt? nhãn giới nhĩ giới tỷ giới thiệt giới thân giới ý giới này các tỷ kheo đây gọi là giới sai biệt và này các tỷ kheo thế nào là do duyên giới sai biệt xúc sai biệt sanh khởi này các tỷ kheo do duyên nhãn giới nhãn xúc sanh khởi do duyên nhĩ giới nhĩ xúc sanh khởi do duyên tỷ giới tỷ xúc sanh khởi do duyên thiệt giới hiệt xúc sanh khởi. Do duyên thân giới, thân xúc sanh khởi. Do duyên ý giới, ý xúc sanh khởi. Như vậy, này các tỷ kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi. Ba la mã, kinh không phải xúc sai biệt. Novasa nanata suta. 87. Chú ở Savatthi, vân vân. Này các tỷ kheo do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi, không phải do duyên xúc sai biệt, giới sai biệt sanh khởi. Và này các tỷ kheo, thế nào là giới sai biệt? Nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, ý giới. Này các tỷ kheo, đây gọi là giới sai biệt. Và này các tỷ kheo, như thế nào do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi? không phải do duyên xúc sai biệt giới sai biệt sanh khởi này các tỷ kheo do duyên nhãn giới nhãn xúc sanh khởi không phải do duyên nhãn xúc nhãn giới sanh khởi do duyên nhĩ giới nhĩ xúc sanh khởi không phải do duyên nhĩ xúc nhĩ giới sanh khởi do duyên tỷ giới tỷ xúc sanh khởi không phải do duyên tỷ xúc tỷ giới sanh khởi do duyên thiệt giới Thiệt xúc sanh khởi, không phải do duyên thiệt xúc, thiệt giới sanh khởi. Do duyên thân giới, thân xúc sanh khởi, không phải do duyên thân xúc, thân giới sanh khởi. Do duyên ý giới, ý xúc sanh khởi, không phải do duyên ý xúc, ý giới sanh khởi. Cũng vậy, này các tỷ kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi, không phải do duyên xúc sai biệt, giới sai biệt sanh khởi bốn la mã kinh thọ sai biệt vedana nanata sutta tám mươi tám chú ở sa phát thi vân vân này các tỷ kheo do duyên giới sai biệt xúc sai biệt sanh khởi do duyên xúc sai biệt thọ sai biệt sanh khởi và này các tỷ kheo thế nào là giới sai biệt nhãn giới nhĩ giới tỷ giới thiệt giới thân giới ý giới này các tỷ kheo đây gọi là giới sai biệt và như thế nào này các tỷ kheo do duyên giới sai biệt xúc sai biệt sanh khởi do duyên xúc sai biệt thọ sai biệt sanh khởi này các tỷ kheo do duyên nhãn giới nhãn xúc sanh khởi do duyên nhãn xúc thọ do nhãn xúc sanh sanh khởi do duyên nhĩ giới Nhĩ xúc sanh khởi. Do duyên nhĩ xúc, thọ do nhĩ xúc sanh sanh khởi. Do duyên tỷ giới, tỷ xúc sanh khởi. Do duyên tỷ xúc, thọ do tỷ xúc sanh sanh khởi. Do duyên thiệt giới, thiệt xúc sanh khởi. Do duyên thiệt xúc, thọ do thiệt xúc sanh sanh khởi. Do duyên thân giới, thân xúc sanh khởi. Do duyên thân xúc, thọ do thân xúc sanh sanh khởi do duyên ý giới ý xúc sanh khởi do duyên ý xúc thọ do ý xúc sanh sanh khởi như vậy này các tỷ kheo do duyên giới sai biệt xúc sai biệt sanh khởi do duyên xúc sai biệt thọ sai biệt sanh khởi năm la mã kinh thọ sai biệt thứ hai dutiya vedana nanata sutta 89 chú ở savatthi vân vân này các tỷ kheo do duyên giới sai biệt xúc sai biệt sanh khởi do duyên xúc sai biệt thọ sai biệt sanh khởi không phải do duyên thọ sai biệt xúc sai biệt sanh khởi không phải do duyên xúc sai biệt giới sai biệt sanh khởi và này các tỷ kheo, thế nào là giới sai biệt? Nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, ý giới. Này các tỷ kheo, đây gọi là giới sai biệt. Và như thế nào? Này các tỷ kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi. Do duyên xúc sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên thọ sai biệt, xúc sai biệt xanh khởi không phải do duyên xúc sai biệt giới sai biệt xanh khởi này các tỷ kheo do duyên nhãn giới nhãn xúc xanh khởi do duyên nhãn xúc thọ do nhãn xúc xanh xanh khởi không phải do duyên thọ do nhãn xúc xanh nhãn xúc xanh khởi không phải do duyên nhãn xúc nhãn giới xanh khởi vân vân do duyên ý giới ý xúc sanh khởi do duyên ý xúc thọ do ý xúc sanh sanh khởi không phải do duyên thọ do ý xúc sanh ý xúc sanh khởi không phải do duyên ý xúc ý giới sanh khởi cũng vậy này các tỷ kheo do duyên giới sai biệt xúc sai biệt sanh khởi do duyên xúc sai biệt thọ sai biệt sanh khởi không phải do duyên thọ sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi, không phải do duyên xúc sai biệt, giới sai biệt sanh khởi. Phần 2. Năm Kinh Ngoại Giới Sáu La Mã, Kinh Ngoại Giới Sai Biệt Bahira Datu Nanata Sutta 90. Chú ở Savatthi, vân vân Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về giới sai biệt. Hãy nghe và khéo suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Và này các tỷ kheo, thế nào là giới sai biệt? Sắc giới, thanh giới, hương giới, vị giới, xúc giới, pháp giới. Này các tỷ kheo, đây gọi là giới sai biệt. Bảy la mã, kinh tưởng sai biệt, sanya nanata sutta. 91, chú ở Savatthi, vân vân. Này các tỷ kheo, do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Do duyên tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi. Do duyên tư duy sai biệt, dục sai biệt sanh khởi. Do duyên dục sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. Do duyên nhiệt tình sai biệt, tầm cầu sai biệt sanh khởi và này các tỷ kheo thế nào là giới sai biệt sắc giới thanh giới hương giới vị giới xúc giới pháp giới này các tỷ kheo đây gọi là giới sai biệt và như thế nào này các tỷ kheo do duyên giới sai biệt tưởng sai biệt sanh khởi do duyên tưởng sai biệt tư duy sai biệt sanh khởi do duyên tư duy sai biệt dục sai biệt sanh khởi do duyên dục sai biệt nhiệt tình sai biệt sanh khởi do duyên nhiệt tình sai biệt tầm cầu sai biệt sanh khởi này các tỷ kheo do duyên sắc giới sắc tường sanh khởi do duyên sắc tường sắc tư duy sanh khởi do duyên sắc tư duy sắc dục sanh khởi do duyên sắc dục sắc nhiệt tình sanh khởi do duyên sắc nhiệt tình, sắc tầm cầu sanh khởi, vân vân. Này các tỷ kheo, do duyên pháp giới, pháp tưởng sanh khởi. Do duyên pháp tưởng, pháp tư duy sanh khởi. Do duyên pháp tư duy, pháp dục sanh khởi. Do duyên pháp dục, pháp nhiệt tình sanh khởi. Do duyên pháp nhiệt tình, pháp tầm cầu sanh khởi. Như vậy, này các tỷ kheo do duyên giới sai biệt tưởng sai biệt sanh khởi do duyên tưởng sai biệt tư duy sai biệt sanh khởi do duyên tư duy sai biệt dục sai biệt sanh khởi do duyên dục sai biệt nhiệt tình sai biệt sanh khởi do duyên nhiệt tình sai biệt tầm cầu sai biệt sanh khởi tám la mã kinh không phải tầm cầu sai biệt Sanna Nanata Sutta 92. Chú ở Savatthi, vân vân Này các tỷ kheo, do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Do duyên tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi. Do duyên tư duy sai biệt, dục sai biệt sanh khởi. Do duyên dục sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi do duyên nhiệt tình sai biệt tầm cầu sai biệt sanh khởi không phải do duyên tầm cầu sai biệt nhiệt tình sai biệt sanh khởi không phải do duyên nhiệt tình sai biệt dục sai biệt sanh khởi không phải do duyên dục sai biệt tư duy sai biệt sanh khởi không phải do duyên tư duy sai biệt tưởng sai biệt sanh khởi không phải do duyên tưởng sai biệt giới sai biệt sanh khởi và này các tỷ kheo thế nào là giới sai biệt sắc giới thanh giới hương giới vị giới xúc giới pháp giới này các tỷ kheo đây gọi là giới sai biệt và này các tỷ kheo như thế nào do duyên giới sai biệt tưởng sai biệt sanh khởi do duyên tưởng sai biệt tư duy sai biệt sanh khởi do duyên tư duy sai biệt dục sai biệt sanh khởi do duyên dục sai biệt nhiệt tình sai biệt sanh khởi do duyên nhiệt tình sai biệt tầm cầu sai biệt sanh khởi không phải do duyên tầm cầu sai biệt nhiệt tình sai biệt sanh khởi không phải do duyên nhiệt tình sai biệt dục sai biệt sanh khởi không phải do duyên dục sai biệt tư duy sai biệt sanh khởi không phải do duyên tư duy sai biệt tưởng sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tưởng sai biệt, giới sai biệt sanh khởi. Này các tỷ kheo, do duyên sắc giới, sắc tưởng sanh khởi. Do duyên sắc tưởng, sắc tư duy sanh khởi. Do duyên sắc tư duy, sắc dục sanh khởi. Do duyên sắc dục, sắc nhiệt tình sanh khởi. Do duyên sắc nhiệt tình, sắc tầm cầu sanh khởi không phải do duyên sắc tầm cầu, sắc nhiệt tình sanh khởi, không phải do duyên sắc nhiệt tình, sắc dục sanh khởi, không phải do duyên sắc dục, sắc tư duy sanh khởi, không phải do duyên sắc tư duy, sắc tưởng sanh khởi, không phải do duyên sắc tưởng, sắc giới sanh khởi. Do duyên thanh giới, vân vân, do duyên hương giới, do duyên vị giới, do duyên xúc giới, vân vân do duyên pháp giới pháp tưởng sanh khởi do duyên pháp tưởng pháp tư duy sanh khởi do duyên pháp tư duy pháp dục sanh khởi do duyên pháp dục pháp nhiệt tình sanh khởi do duyên pháp nhiệt tình pháp tầm cầu sanh khởi không phải do duyên pháp tầm cầu pháp nhiệt tình sanh khởi không phải do duyên pháp nhiệt tình pháp dục sanh khởi không phải do duyên pháp dục, pháp tư duy sanh khởi. Không phải do duyên pháp tư duy, pháp tưởng sanh khởi. Không phải do duyên pháp tưởng, pháp giới sanh khởi. Như vậy, này các tỷ kheo, do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Do duyên tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi. Do duyên tư duy sai biệt, dục sai biệt sanh khởi do duyên dục sai biệt, nhiệt tình sai biệt, sanh khởi. Do duyên nhiệt tình sai biệt, tầm cầu sai biệt, sanh khởi. Không phải do duyên tầm cầu sai biệt, nhiệt tình sai biệt, sanh khởi. Không phải do duyên nhiệt tình sai biệt, dục sai biệt, sanh khởi. Không phải do duyên dục sai biệt, tư duy sai biệt, sanh khởi. Không phải do duyên tư duy sai biệt, tưởng sai biệt, sanh khởi không phải do duyên tưởng sai biệt, giới sai biệt sanh khởi. Chín La Mã, Kinh Ngoại Xúc Sai Biệt, Bahira Phasa Nanata Sutta, 93, Chú ở Savatthi, vân vân Này các tỷ kheo, do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Do duyên tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi. Do duyên tư duy sai biệt, dục sai biệt sanh khởi. Do duyên dục sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. Do duyên nhiệt tình sai biệt, tầm cầu sai biệt sanh khởi. Do duyên tầm cầu sai biệt, sở đắc sai biệt sanh khởi. Và này các tỷ kheo, thế nào là giới sai biệt? Sắc giới, thanh giới, hương giới, vị giới, xúc giới, pháp giới. Này các tỷ kheo, đây gọi là giới sai biệt. Như thế nào, này các tỷ kheo, do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Do duyên tưởng sai biệt, vân vân, sở đắc sai biệt sanh khởi. Này các tỷ kheo, do duyên sắc giới, sắc tưởng sanh khởi. Do duyên sắc tưởng, sắc tư duy sanh khởi. Do duyên sắc tư duy, sắc xúc sanh khởi. Do duyên sắc xúc, thọ do sắc xúc sanh, sanh khởi. Do duyên thọ, do sắc xúc sanh, sắc dục sanh khởi. Do duyên sắc dục, sắc nhiệt tình sanh khởi. Do duyên sắc nhiệt tình, sắc tầm cầu sanh khởi. Do duyên sắc tầm cầu, sắc sở đắc sanh khởi. Do duyên thanh giới, vân vân. Do duyên hương giới, vân vân. Do duyên vị giới, vân vân. Do duyên xúc giới, vân vân. Do duyên pháp giới, pháp tưởng sanh khởi. Do duyên pháp tưởng, pháp tư duy sanh khởi. Do duyên pháp tư duy, pháp xúc sanh khởi. Do duyên pháp xúc, thọ do pháp xúc sanh, sanh khởi. Do duyên thọ, do pháp xúc sanh, pháp dục sanh khởi. Do duyên pháp dục, pháp nhiệt tình sanh khởi. Do duyên pháp nhiệt tình pháp tầm cầu sanh khởi do duyên pháp tầm cầu pháp sở đắc sanh khởi như vậy này các tỷ theo do duyên giới sai biệt tưởng sai biệt sanh khởi do duyên tưởng sai biệt vân vân tầm cầu sai biệt sanh khởi do duyên tầm cầu sai biệt sở đắc sai biệt sanh khởi mười la mã kinh ngoại xúc sai biệt thứ hai Dutiza Bahira Phasa Nanata suta 94. Chú ở Savatthi, vân vân Này các tỷ kheo, do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Do duyên tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi, vân vân Xúc, thọ, dục, nhiệt tình, vân vân Do duyên tầm cầu sai biệt, Sở đắc sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên sở đắc sai biệt, tâm cầu sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tâm cầu sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên nhiệt tình sai biệt, vân vân. Dục, thọ, xúc, tư duy, vân vân. Tưởng sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tưởng sai biệt, giới sai biệt sanh khởi. Và này các tỷ kheo, thế nào là giới sai biệt? Sắc giới, vân vân cho đến pháp giới. Này các tỷ kheo, đây gọi là giới sai biệt. Và như thế nào, này các tỷ kheo, do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Do duyên tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi, vân vân Xúc, thọ, dục, nhiệt tình, tầm cầu, sở đắc, vân vân cho đến không phải do duyên sở đắc sai biệt, tầm cầu sai biệt, sanh khởi. Không phải do duyên tầm cầu sai biệt, nhiệt tình sai biệt, sanh khởi. Vân vân, dục, vân vân, thọ, vân vân, xúc, vân vân. Không phải do duyên tư duy sai biệt, tưởng sai biệt, sanh khởi. Không phải do duyên tưởng sai biệt, giới sai biệt, sanh khởi này các tỷ kheo do duyên sắc giới sắc tưởng sanh khởi vân vân do duyên thanh giới do duyên hương giới do duyên vị giới do duyên xúc giới vân vân do duyên pháp giới pháp tưởng sanh khởi do duyên pháp tưởng vân vân pháp tầm cầu sanh khởi do duyên pháp tầm cầu pháp sở đắc sanh khởi không phải do duyên pháp sở đắc pháp tầm cầu sanh khởi không phải do duyên pháp tầm cầu pháp nhiệt tình sanh khởi không phải do duyên pháp nhiệt tình pháp dục sanh khởi không phải do duyên pháp dục thọ do pháp xúc sanh sanh khởi không phải do duyên thọ do pháp xúc sanh pháp xúc sanh khởi không phải do duyên pháp xúc pháp tư duy sanh khởi không phải do duyên pháp tư duy pháp tưởng sanh khởi. Không phải do duyên pháp tưởng, pháp giới sanh khởi. Cũng vậy, này các tỷ kheo, do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Do duyên tưởng sai biệt, vân vân Tư duy, xúc, thọ, dục, nhiệt tình, tầm cầu, sở đắc, vân vân Không phải do duyên sở đắc sai biệt, Tầm cầu sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tầm cầu sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên nhiệt tình sai biệt, dục sai biệt sanh khởi. Không phải do dục sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên thọ sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên xúc sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tư duy sai biệt tưởng sai biệt sanh khởi không phải do duyên tưởng sai biệt giới sai biệt sanh khởi